Hay sỏ. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kabao TV. Hôm nay anh em mình thiết kế một nồi lẩu gọi là cực kỳ đặc biệt. Lẩu đây gọi là lẩu ao. Lẩu thủy. Lẩu thì lúc nào chẳng phải có thủy. Bây giờ là thế này nhá. Mày chấm lửa, đốt lửa đi chứ. Đùa. Đùa gì? Chuẩn bị sẵn sàng để lửa khói lên. Thế thì anh phải đốt luôn ghế đi cho nè. Đi rồi á? À, mùi đâu? Mùi đấy, không thấy à? Đấy, cần câu sẵn đây. Anh với mày ra ngoài cần câu. Tao để làm cái chim nữa. Cần câu sẵn đây, sẵn câu được cá phát lên là thả luôn vào nồi lẩu. Đấy, thấy nước lẩu chưa? Thấy nước lẩu, anh xả lách chưa? Đẳng cấp chưa? Ôi chết ta. Đấy, xả xả. Hả? Đi cả, cắt thử lại cá. Đấy. Anh ơi. Nước lẩu ngon. Anh ơi. Hả? Nước lẩu ngon. Ờ? Cái dừa. Dừa ăn gì? Đây là lấy cây dừa ấy, lấy quả dừa ấy cho này làm nước lẩu cho nó ngon. Hay là lấy chẳng. Nhưng mà mày chào nhé. Không, mày chào. Bắn cao su. Thôi đi, mày xem nào. Ui, nó cháy mẹ. Cái dừa này á? Ơ. Ôi, chân, lửa to thế. Cháy. Anh chờ cái chỗ nào để đây đi nè. Rồi. Anh cho chết cái đâu cái trang đi. Rồi rồi vào đây. Chết trang đi. Được rồi. Cháy cháy cháy. Ổn quá. Lửa. Lửa lên tông ác quá. Thôi. Cháy lá đây này. Cháy rau. Thế nó mới sôi được. Đã. Xuống lấy rửa đã. Xuống đi. Nắm mày xuống trước đi. Chẳng sôi. Lấy rửa đi cho em bơi. Ui sôi hùng trục kìa. Thôi sao vậy? Hả? Từ từ. Đã thế lấy nước rửa đi. Đi lên trước đi, lên trước đi. Tao còn lấy chỗ nhẹ chỗ này. Tao nhiều củi quá. Ui mày lên cái. Ui tí nó bỏng bó nan lên đi. Rồi. Ok. Cô. Đấy. Đây. Lấy chảo rửa đã. Đấy đấy. Trôn bắt đầu. Cho một đêm chút lắm. Ui chà. Ống rồi nhé. Chủ ô. Ở dưới nhìn nó thấp thấp nó cao thế nhỉ. Bắt cao à. Mày mày chào đi anh đủ đít không? Ai. À, chào đi. Chào đi này không thấy chân. Tao chào thế nào được. Xem kiểu cái gì chào đúng này. Chân đủ đít chân. Đủ thế á. Ai. À, chào được đấy. Chào được. Chào đi. Ai. Em ở đây em đưa. Chào được. Đợi tí anh mà ngã đi em đưa rồi. Hả? À, ui chết à. Tao thấy nguy hiểm lắm. Đi nữa mà ngã vào đây nha. Ây da. Ngã vào đây này. Tao bắt đầu mỏi rồi. Ngã vào đây nha, đừng ngã cho chúng ta. Ây da. Lên tới rồi. Anh ngã dọc kiểu cái cây thế này này. Ui, cao lắm. Mỏi chưa? Mỏi. Nhảy xuống đây. Ui, mệt quá. Tao nghỉ tí đã. Anh ở hết chim rồi. Mình có nghỉ tí đã. Đi lên. Rồi. Anh đang nghỉ trong đây. Chạy tiếp đây. Hích. Hích. Ê. Bắt đi. Bắt đi. Anh ơi. Nào. Chắc tới thì nhanh nhắm cửa sổ đấy. Nhưng con đi chơi Tết. Thằng ơi. Rồi kéo tránh ra không mất ăn Tết đấy. Tránh ra. Nhà ai. Ui. Nó xuống ao rồi. Ôi chim mất rồi. Anh em nó phải xuống ao đi. À ừ nó nổi kìa. Ừ. Mệt quá. Xuống đi, xuống đi. Ừ. Ui. Tao chửi được hai quả dừa mà tao được chết luôn. Mệt quá nhiều rồi. Đấy nhá. Ui. Tao mệt quá. Anh chuột thế là vừa chẳng anh nhách rồi. Ui. Mệt quá. Ui. Đi, xuống đi nhanh lên. Thôi rồi. Thế anh chạy nhảy vào cái áo đi cho nó đỡ. Thôi tao nhảy vào đầu mày nhá. Ừ, mệt quá. Tao đến mà chết. Ôi. Tao sẽ tưởng nó chỉ. Đây, với quả dừa. Gì, với quả dừa. Quả dừa với cả. Đấy. Mày ở đây để tao bổ. Đấy, ném vào đây này.
Thôi với nước quả kia đi. Em muốn cái chèo là. Chèo là được hỏng hết cả nồi của ta. Hỏng được. Ui, bây giờ nấu làm với anh em mình. Xin mừng. Cháu tưởng mày không ăn. Xin mừng. Từ ra quả sau cho vào. Ơi. Quả sau cho mày đi. Thế đưa đây em cào vỏ. Ủa chim này. Để đây tí nữa. Hả? Xin mừng. Rồi, ok. Đây, em uống nha. Nào. Đây, em uống rồi. Uống cái gì? Em kể với anh là anh không uống thì kiểu gì em làm chim thuyền đấy. Chim thì mày ngọt ngọt thì sao? Không, em tắt nước vào đấy. Nào. Đây. Quả này hết rồi, ra đi. Vỏ đấy. Anh đem cái vỏ này em cào. Đấy, vỏ đấy. Đi ra. Anh coi coi. Thật là tuyệt vời. Đây là cái nồi. Đấy. Ôi mày ghê. Ý là ngã. Ê Văn Cu. Thuyền ta giá khơi cho chân. Úi úi. Thôi từ từ. Ra đây để câu nha. Quái quá. Sao nào thiết kế cái nồi lẩu nhỉ? Rau sống đi. Đấy. Em uống nước dừa. Đây. Ôi. Có. Đây. Này còn đua giật cả gương cụ. À, bắt đầu thôi. Ê. Gì? Mở nồi ra tao ném ăn. Khỏi mới, xôi chưa? Khỏi mấy. Tí nữa tao cho mình xuôi gió là hết khói. Nhà nào trồng cái tí bác cái rau mình nhỉ? À nhà bác rồi. Thôi, ô Văn Kê. Thì tao làm cái rau đã đưa. Đưa đây. Khói à? Anh nắm vào nhé. Dạ, chín rồi. Ngược đại, xôi sụp ngược đại làm gì? Mày câu cá đi để nhúng. Ê, em nướng được nhúng thịt. Mời các bạn miếng rau. Mời các bạn miếng thịt nướng nha. Thịt nướng, thịt đấy là thịt trò nướng gì? Mùi giò. Ngọt, thơm lên. Nước dừa ngon nhỉ? Ngon đấy. Ngon tuyệt các bạn. Ngon thế. Đấy, đấy là lửa trong trời.
mày móc mồi để một miếng thịt lại để câu cá. Câu cá. Không phải câu bằng gì? Đó hả? Cá sắn. Đi nào. Móc ra để câu cá. Không. Thịt chín nó không ăn mấy. Không, em nướng em ăn. Rau đã. Xin nướng này. Cho. Cho không? Cho không? Hai đúng rồi. Hai có. Hả? Có. Tưởng không chó. Từ đây nhìn lên. Một. Hai. Đó chị. Đấy là em cho rồi nhé. Chết bà anh còn đâu. Em vẫn còn tí. Rồi các bạn, miếng nước này đó. Ba giọt mình đưa cho tôi. Ngồi. Không, ngồi lặng im ở đấy thôi. Cứ nhắc câu bờ nó càng nhiều. Bình yên. Đây. Mày cứ ngồi im nhá. Cứ ngồi im đi để tao câu cho. Ngồi thật im nào. Ui, tao trèo rùa xuống hết cả tay. Ui, xuống cả ngực. Thế. Anh nói như bây giờ ấy. Anh nắm đi. 3D. Ê, khói. Anh nhìn cho em ăn lẩu khói à? Sao cước của tao với lưỡi nó chả liên quan gì đến nhau nhỉ? Vì cháy rồi. Em nó lổi này thì nó ăn cái gì? Tao mới bảo là câu bằng thịt đi, câu là sao? Mày cứ ngồi im vào. Cá chấm nó ăn nổi nhưng mà phải đợi. Cá mè ăn nổi phải chết con chim, con cá mình im chim. Con chùm với cỏ, không có cá chấm. Không có cá chấm. Ui, chắc gì? Mày nhìn tao câu đây này. Câu mày, im nha. Có thịt vào, mày bảo để thịt sống thì không nghe. Mày nhìn tao có đấy tao bảo mà thấy chưa, anh sợ lão ấy, thấy chưa, đây chả là môi là lẩu cá nhảy luôn. Đợi em thì nó không được nhé. Tao chén trước á, cá lấy nhảy mày dùng vào ăn luôn, ăn luôn. Mày ăn không, tao ăn luôn. Nào ngon á. Nóng. Ấy chị mất đâu. Ấy Mùi vớt đâu? Này. À đây rồi. Này, cầm lấy một cái. Chín rồi. À ha ha. Mày dốt lắm, móc cái miếng thịt vừa như tao ấy. Em cả chấm thôi. Chấm mày cũng chấm cái mắm ấy. Mời các bạn, miếng cá. Cá này là cá gì đấy? Các bạn, rau nha. Ngon á. Ừ. Ê, nước dừa ngon. Ê, nước dừa của em đã chín rồi. Mình ngồi im vào câu. Này này, thơm chưa, ngon chưa. Tao chẳng thiệt, tao ăn cá tươi sống ngon. Ủa, em mai chả ăn nhỉ. Ui, ăn gì miếng mật, ui, quậy cả quậy á. Ui, ra được câu rồi. Ăn cái mật nó đắng. Ấy này này. Đấy, tao lại móc thịt. Ăn thơm ngon lắm. Tao lại móc thịt của nó, tao câu tiếp. Chẳng anh ác thì anh cho cá ăn cá. Chẳng cấp ở đây đi, ở đâu. Ngon. Mình chưa mày. Đúng rồi. Cái gì? Đấy, mày thấy nhảy nhảy chưa? Ấy nhảy nhảy rồi. Đấy. Chết. Đằng à. Ấy là quay nhỉ. Ờ, chém ta thả xuống lại có con cá to hơn nước thêm. Ấy. Chết chạy. Bây giờ mình lật cả bát nhỉ. Kiểu gì em? Bát. Em bơi lên bờ em đập anh. À. Mắc cây này. Wow. Mắc.
Đây này, bây giờ túm lấy cái cành này. Ủa. Anh nhìn cái kế rồi. Hả? Kế gì? Anh lấy quả kế cho vào cho nó chua chua ngon. Nào mình kéo hẳn lên. Từ từ, để tao lên. Tao lên bờ tao chảy nhá. Hả? Anh ngu ra. Tao có nhỉ mà cầm cả kế à, cầm cái cành dung dung chung chung. Quay vòng làm đâu ấy anh làm á ta đang tự hỏi tao có tập phí là ăn chua nước chua lẩu chua cay hả ấy nó cần ôi nó cần nước cả trước à dần xuống đi xuống đâu đấy mày đấy nhá đấy là tạo gấp là phải là tạo chỉ là tao mày phá được thôi vào đây cành này có quả chó nó vẫn đúng anh lẩu là khế không hả ơi cái quả ở đây quả nữa này quả to thế mua cho một quả nữa đây này quên mang ra à chùa đấy cho vào cho chùa thả cả vào nhỉ thôi thôi một quả nữa thôi một quả to đùng đùng cứ lòn luôn cho rau vào đi để đưa ra ngoài thì có cần ta bị biết mất rồi tôm lên tôm lên cho em cho em cho em mày à bưởi mày à bưởi cho em ui con rắn hả cho em con rắn này ui rắn ui mày à bưởi chạy thế nào được con rắn này con rắn này thả luôn vào nồi nhá ấy thế đi chung cước anh ơi à mày chạy đâu hả ơi chạy sao sao lại nắm lấy thế nhỉ ơi ơi mày thôi tí nữa là mày ra ngoài mày ủi ấy ôi mùi khác anh câu ơi em chật ạ ấy em lên đội chuyện mùi mắc ơi qua hố mất rồi hố gì hố câu cá hố sâu ấy đây con này này đấy ngồi đây ngồi im nhá ấy ấy cái máy ấy mày nhìn cái răm ấy thế này cái răm nó ra nó mới chua này tôi leo à? Ai à? Thì quá! Ai à? Dầm nát nó ra. Ôi à? Đấy, chua cay mà rắn không đời luôn. Chồng với quả dừa thì uống nước ngon. Quá mày về lấy quả khế ra ăn ngon hơn này rồi á mẹ ăn chung rồi hả anh chào các bạn đấy ăn chung là ngon nhé anh tao về tao lấy cần mà chải quăng riu cái đấy á mình quăng phát nửa cái ao cá Thank you.